cần sang nhượng lại hồ câu tại thành phố Long Khánh. Bất động sản này với diện tích là 9.000 m2 và diện tích đang sử dụng là 6.000 m2. Cô chú anh chị đang được thấy rằng phía dưới của chúng ta đó chính là quán nhậu hồ câu ở thuộc tại thành phố Long Khánh, thuộc xã Bầu Trâm của chú anh chị nhá. Và ở phía dưới thì đang khai thác mặt bằng kinh doanh buôn bán hồ câu của chú anh chị nhá, quán nhậu. Ở đây thì bất động sản này chủ đang muốn sang lại và giá thuê là 18 triệu cho 9.000 m2. Hiện tại tổng full diện tích là 6.000 đang sử dụng. Và cô chú anh chị đang được thấy rằng là ở phía dưới thì gồm có 3 hồ câu cùng với các cái quán nhậu và có phòng trọ cho thuê. Ở đây thì cô chú anh chị nhìn thấy xung quanh vị trí này thì phát triển này, thành phố Long Khánh thì đây là toàn cảnh mà chúng ta nhìn từ xa thành phố Long Khánh cô chú anh chị nhá. Với một cái diện tích này và giá cho thuê là 18 triệu đồng trên cái quán này, và giá sang nhượng là chủ đang nói là 500 triệu thương lượng. Tuy nhiên thì Thành Len sẽ review cho cô chú anh chị thực tế về cái toàn cảnh trên không. Còn phía dưới thực tế thì cô chú anh chị inbox Thành Len để Thành Len gửi thông tin thực tế và hình ảnh thực tế ở trong quán cô chú anh chị nhá. Ở đây thì cô chú anh chị đang được nhìn thấy phía trên này, nhìn xuống là chúng ta thấy toàn cảnh cái hồ câu này. Hồ câu này thì thực sự là đã có rất là lâu rồi, và ở đây tất cả các cơ sở trên cái hồ câu này thì thực sự bây giờ chúng ta về phải sửa lại, nó cũng đã khá là xuống cấp rồi cô chú anh chị. Từ trên cao nhìn xuống thì hồ câu này một cái vị trí cũng khá là gần trung tâm, và ở đây thì chúng ta có hồ ao sẵn về chúng ta có thể tu sửa lại. Tuy nhiên đây là một cái video Thành Len muốn giới thiệu cho cô chú chị nào đang có nhu cầu tìm hiểu để mà kinh doanh hồ câu tại thành phố Long Khánh mà thôi. Thì cô chú chị nào đang muốn kinh doanh thì cứ tìm hiểu để chúng ta xem nghiên cứu phù hợp thì chúng ta tìm tới, chúng ta liên lạc với bên chủ để chúng ta sở hữu cái hồ câu này nhá. Chứ còn đây không phải là một cái video bán bất động sản đâu cô chú anh chị, là một cái video giới thiệu thôi. Thì cô chú anh chị nào quan tâm thì hãy comment phía dưới để lại thông tin nhá, để chúng ta cùng trao đổi và đàm phán cái giá tốt nhất. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem cái video này. Video này thì là một video cho thuê sang nhượng lại mặt bằng tại quán hồ câu tại thành phố Long Khánh cô chú anh chị nhá. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem video này. Chào tạm biệt tất cả mọi người. Thành Len chuyên bất động sản khu vực Đồng Nai.